cái măng chè tươi này, ui sợi ăn rất là ngon luôn, mình rất là thích ăn măng nấu kiểu này, nó rất là thấm vị luôn. Đấy, cái bạch tuộc này nó dai này, mình nấu mình không sợ nó mềm đâu. Đây bạch tuộc này, những cái xúc tu của bạch tuộc này. Đây đó, mọi người trông có ngon miệng không này, nấu kiểu này làm cái mồi nhậu cũng rất là ngon mà ăn cơm cũng rất là thích luôn mọi người nhé. Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình vào bếp làm cái món canh bạch tuộc nấu với lại măng mọi người ơi. Đây thì mình đang còn phi thơm cái hành tỏi khô với lại sả mọi người nhé. Đây phi cho nó thơm lên. Đây mình có một mớ cái bạch tuộc này. Bạch tuộc mình đã rửa sạch và ra miếng vừa ăn này. Rất là tươi ngon luôn. Đây mình sẽ cho vào nhé. Mình nấu rất là nhiều bạch tuộc luôn. Đó, mình cho cái phần bạch tuộc vào mình xào qua cho nó xe lại, là mình cho nước vào mình nấu canh măng mọi người. Đó, mình nấu cái món này mình ăn thấy rất là ngon luôn đó mọi người, ăn rất là ngon. Đây, sự kết hợp là đơn giản thôi. Đây nó có cái trứng này, là trứng của bạch tuộc đây mọi người. Đó, bạch tuộc mình rửa sạch cái muối loãng đi mọi người. Mình làm mà sạch cái phần bụng của trong của nó đây, lấy cái miệng bẩn của nó ra. Mình làm thế nào mình nấu cho nó thơm ngon, nó trắng, nó sẽ không bị đen. À, nó xe lại là mình cho nước vào mọi người. Mình sẽ cho nước sôi mọi người nhé, để cho cái nồi canh nó thơm ngon thì mình sẽ cho nước sôi mọi người. Đây, mình sẽ cho nước sôi này. Đây, mình cho nhiêu nước thôi. Rồi mình sẽ cho măng vào mọi người nhé. Đây măng đây, cho măng vào. Măng chia tươi lấy sau vườn vào và sơ chế sạch đây. Mình nấu ăn nó rất là ngon ngọt. Đây, mình cho hết số măng vào. Bạch tuộc nấu canh măng mọi người nhé. Mình trộn đều cái măng nó xuống, nấu cho nó ngấm cho nó ngon. Đấy, rồi mình sẽ nêm nấm vào. Mình cho vào đây một ít cái muối ăn này. Đây, cho mì chính mọi người nhé. Đây, muối ăn với lại mì chính nhé. Đây, mình cho một ít cái sa tế. Cho ít sa tế vào cho nó xe xe, cay cay xe xe cho nó ngon. Đây. Đây, mình cho ít thôi. Cho ít sa tế vào mình nấu cho nó ngon. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi thì mình sẽ nấu cho nó chín. Chín cho nó ngấm cho nó ngon. Đây, cái nồi canh của mình nấu như thế này là được rồi mọi người ơi. Đây, mình nấu khoảng hơn 10 phút thôi mọi người nhé. Là cái măng này nó ngấm ăn rất là ngon luôn này. Này, nấu kiểu này làm cái mồi nhậu cũng rất là ngon. Mà ăn cơm cũng rất là thích luôn mọi người nhé. Đây, thời tiết mùa hè mình nấu canh bạch tuộc với măng kiểu này ăn rất là thích luôn. Đây rồi để mình tắt bếp thôi. Tắt bếp là dùng được thôi mọi người ơi.
Đó, mọi người trông cái món canh bạch tuộc nấu với lại măng mình đã thực hiện xong, rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là ngon luôn mọi người nhé. Đó, rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.